Đi một vòng ngắm máy bay. Seated for a takeoff, thank you.
thường quý khách. Hiện tại máy bay đã ổn định độ cao. Nếu không có việc rời khỏi chỗ ngồi, quý khách vui lòng vẫn cài dây an toàn trong suốt chuyến bay, phòng khi máy bay bay vào khu vực nhiễu động. Quý khách không hút thuốc trong suốt chuyến bay, kể cả thuốc lá điện tử. Các thiết bị điện tử cá nhân ở chế độ máy bay và chế độ im lặng có thể sử dụng từ thời điểm này cho tới khi máy bay giảm độ cao. Trên chuyến bay có phục vụ chương trình giải trí không dây. Quý khách sử dụng các thiết bị điện tử ở chế độ máy bay và tai nghe cá nhân để trải nghiệm dịch vụ. Sau đây chúng tôi sẽ phục vụ quý khách bữa trưa. Tiếp viên chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
cabin crew check cabin clear for landing. Thank you.
quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn Vietnam Airlines. Dear passengers, thank you for flying with Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance. Thank you.
quý khách. Chào mừng quý khách đến với sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 1 giờ 20 phút chiều, với nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 34 độ C. Quý khách lưu ý ngồi tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không tự ý mở cửa máy bay. Hành khách sử dụng dây an toàn cho trẻ em vui lòng để lại ghế ngồi hoặc gửi cho tiếp viên tại cửa máy bay. Thay mặt hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, cơ trưởng Roca Jose và phi hành đoàn xin kính chào tạm biệt và hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý khách có những ngày tốt đẹp tại Hà Nội. Dear passenger, welcome to Nội Bài International Airport, Hanoi. It is now 1:20 p.m. The outside temperature around 34 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fastened seatbelt sign has been turned off. Be careful when opening the overhead luggage to ensure the contents do not fall out or do not leave any of your belongings behind. You are requested not to open aircraft door unless instructed by cabin crew. Please leave the infant seatbelt in your seat or return them to cabin crew by the aircraft door. On behalf of Vietnam Airlines, the member SkyTeam Alliance, Captain Roca Jose and all crew members would like to say goodbye to you. We look forward to seeing you again soon. Thank you and wish you have a nice day in Hanoi. Cái này thì cũng đi rồi. Đi là cái này là lúc mình. Chúng ta bay cái bên bên bên. Đó. Bay là xe sang cái cái ra nhập cái. Cô về em báo cô.